Thời điểm cuối năm, công nhân ai cũng mong muốn có thêm nhiều việc làm để tăng thu nhập, chuẩn bị đón một cái Tết đủ đầy cùng gia đình. Tuy nhiên, không phải công ty nào cũng có nhiều việc làm dành cho công nhân. Nhiều doanh nghiệp do đơn hàng bị cắt giảm đã phải thu hẹp sản xuất, tiết giảm chi phí nhân công. Đó là thực tế đã xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có Đà Nẵng. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, qua khảo sát thống kê trên địa bàn thành phố có hơn 3.000 lao động bị mất việc làm dịp cuối năm. Trong đó có gần 2.000 lao động tại các khu công nghiệp, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của công nhân cũng như tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chúng ta rất chia sẻ với những cái công nhân mà hiện nay đáng lẽ cuối năm thì tăng ca, tăng tiếp, tăng giờ làm để tăng thêm thu nhập, để có cái nguồn thu nhập để về quê hay là để vui xuân đón Tết. Tuy nhiên là trong bối cảnh chung như vậy thì cũng mong muốn rằng là những cái người công nhân hoạt động hay làm việc ở một số doanh nghiệp nào đó không may mắn thì cũng chia sẻ cái khó khăn chung của doanh nghiệp để làm sao đó đồng hành và hy vọng rằng là cái này chỉ là tạm thời. Còn tương lai thì hy vọng rằng là nó sẽ mọi người sẽ có việc làm tốt hơn. Mất việc làm, công nhân phải chật vật tìm kiếm công việc khác để mưu sinh, trong khi chỉ còn thời gian ngắn nữa là đến Tết. Tuy xin việc vào thời điểm cuối năm không hề dễ dàng, nhất là trong bối cảnh rất nhiều doanh nghiệp thu hẹp quy mô sản xuất, song không phải vì thế mà người lao động hết cơ hội. Theo Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, hiện tại có hơn 25 doanh nghiệp tuyển dụng lao động, nhất là lao động thời vụ để kịp sản xuất các đơn hàng với hàng ngàn vị trí tuyển dụng tập trung chủ yếu vào lĩnh vực dệt may, cơ khí, chế tạo máy. Nếu người lao động chịu thay đổi, vẫn có thể tìm kiếm được việc làm dịp cuối năm. Ban Quản lý chúng tôi đã chủ động nắm các cái thông tin tuyển dụng từ các cái doanh nghiệp và chúng tôi đã đăng tải lên các cái trang website của Ban Quản lý, các cái nhóm Zalo, các trang Facebook của Ban Quản lý để người lao động chủ động tiếp cận được những cái thông tin này và tìm kiếm những cái cơ hội việc làm phù hợp với bản thân và cái nhu cầu của mình. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cũng cho biết sẽ tăng cường tổ chức sàn giao dịch việc làm, hỗ trợ người lao động tìm việc làm trong thời gian cuối năm và sau Tết, đồng thời giám sát chặt chẽ việc chi trả lương thưởng Tết cho người lao động. 8.000 người lao động khó khăn sẽ được nhận quà Tết của thành phố với mức là 500.000 đồng trên một suất. Trong khi đó, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cũng đang triển khai nhiều chương trình hoạt động hỗ trợ người lao động khó khăn trong dịp Tết này.